Bilibili thắng vội Cloud9 để kịp giờ ăn sinh nhật On. Trong hai ngày đầu tiên của vòng phân nhánh MSI 2023, Genji và T1 đã có những chiến thắng rất nhanh gọn trước G2 và Mad Lions. Do đó, Bilibili cũng không muốn kém cạnh khu vực LCK khi đối đầu với Cloud9. Trong cả 3 ván, hạt giống số 2 LPL đã thể hiện được sự chênh cơ hoàn toàn so với đối thủ trong các tình huống quyết định. Dù có bị dẫn trước ở đầu trận, nhưng Bilibili luôn tỏ ra xuất sắc hơn trong giao tranh. Với khả năng gây sát thương ổn định từ hai chủ lực Elk và Bin, Bilibili dễ dàng đè bẹp Cloud9 và giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Trong phần phỏng vấn sau trận với Corizon, đường giữa Yagao chia sẻ, toàn đội đã đặt mục tiêu phải thắng 3-0 nhanh chóng, không chỉ để thể hiện sức mạnh của LPL mà còn vì lý do khá thú vị. Tôi đã nói với các đồng đội vào hôm trước là cố thắng trận này 3-0. Chúng tôi muốn kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể để đi ăn sinh nhật của On. Thậm chí chúng tôi đã đặt bàn nhà hàng trước rồi nên cần chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Bên cạnh đấy, đường giữa của Bilibili cũng dự đoán JD sẽ chiến thắng trong trận còn lại trước Golden Guardians. Vì thế, toàn đội đã sẵn sàng để chuẩn bị cho trận tái đấu chung kết LPL mùa xuân. Yagao cũng cho biết đây là cơ hội tốt để phục thù JD và chứng minh cho thế giới thấy Bilibili là đội tuyển mạnh thế nào. Give C9 another shot, another chance at the fight to come. It does not look like it. Elk untouched. But now Fudge is going to delete the wave. Clean play to try to keep their hopes alive here in game 3. He will lose his life. The minion wave is gone. Fudge will be able to get that.